Xin chào cả nhà đang xem trên kênh của Long Mít Vlog. Thì tiếp tục cái hành trình đi giao lưu cùng các bà con ở Tây Nguyên. Thì hôm nay em đến một cái vườn sầu riêng của một cái chú ở miền Tây. Thì em xin giới thiệu đến bà con mình cái mô hình trồng sầu riêng kiểu miền Tây nha, trên đất Tây Nguyên. Xin để xem coi cái cách mà chú trồng như thế nào. Thì em thấy cái vườn này so với những cái vườn mà mình đi tham quan thì nó đạt hơn hết về cái chuẩn, về cái cách trồng cũng như là về cái chất lượng cây ha. Thì đây chú trồng bưởi da xanh chen với lại là sầu riêng Thái đây nè. Thì hôm trước giờ mình đi xem những cái vườn ở khu vực Tây Nguyên thì đa phần là những cái cây họ trồng chôn gốc theo cái lối cũ, nhưng mà đây nè, ở đây chú đất Tây Nguyên nha, đất Tây Nguyên nhưng mà vẫn móc mương như miền Tây. Đây là về phía bên đây một cái mương nè, móc mương xẻ liếp luôn. Đây một cái mương đó, chứ không phải là đất Tây Nguyên mà không móc mương. Móc mương để rọt nước khi mùa mưa khi cần, và tạo độ thông thoáng giúp cái tăng cường cái oxy trong đất. Còn bây giờ mình sẽ vô gốc mình coi sầu riêng. Nè, giống sầu riêng miền Tây không? Nổi rễ lên luôn. Cây này thì cây là 3 năm rưỡi. Nè, nổi đế. Nhưng mà do là cái chú bận đi làm á, cũng bận công việc cho nên là cũng bỏ hết 2 năm. 2 năm không có chăm. Cho nên là 3 năm rưỡi thì so với những vườn khác thì nó cũng đã tốt hơn rồi, nhưng mà tại vì mình không được chăm nó đều á, cho nên nó cũng gọi là không được như ý. 3 năm rưỡi nhánh, nhưng mà 3 năm rưỡi so với những cái vườn khu vực vòng vòng đây thì vườn này là đạt nhất nha, đạt về cả cái cách trồng cũng như là cái sức cây. Đó, trồng nổi đế lên. Cái khu này thì 20 mấy héc, phía dưới chú trồng một số dừa kìa, phong cách của miền Tây luôn. Đó, đất đồi cao không bao giờ bị ngập nhưng mà vẫn sẽ liếp nha bà con, chứ không phải là đất Tây Nguyên mà không sẽ liếp. Đó, đế nè. Khi mà gặp được cái vườn như thế này thì em rất là mừng. Đó, vì có thể là chứng minh cho bà con mình xem được là khi mà mình trồng khơi như vậy nè, cây nó sẽ phát triển tốt. Vì sao? Khi cây đạt độ tuổi kinh doanh, khi cây mà lớn vô mưa dầm thì không có bị bệnh, ít bị bệnh xì mũ. Còn bà con mình trồng chôn gốc thì đương nhiên là cây nó sẽ khó phát triển, và khi mà nó lớn lên thì nó dễ bị bệnh hơn. Đây là đế nó nổi nè, nó không khoáng cổ rễ. Thì bây giờ đã có hệ thống tưới tự động như thế này rồi thì mình có thể mình trồng khơi hơn một tí nữa, trồng nhích hơn một tí nữa. Nhưng mà cái này là cây nó còn nhỏ, khi mà cây lớn thì đương nhiên cái bộ đế này nó sẽ nổi lên hơn. Với lại mình móc mương như thế này, mình muốn hạ xuống thì nó cũng rất là dễ, đơn giản. Nhưng mà cỡ dày thì cũng đã đạt rồi, cũng không cần phải hạ ha. Quá đã. Sầu riêng giờ thì đang đi đọt. Hiện tại là mùa nắng, mùa khô, cho nên là nó sẽ không được đẹp như là mùa mưa được. Nhưng mà đối với cái vườn sầu riêng mùa nắng mà nó đi đọt như thế này thì quá ok rồi. Nó móc mương. Dưới này có trồng dừa. Qua cái khu đồi phía bên kia em sẽ zoom lên. Khu đồi phía bên kia cũng cô chú. Thì cái này là diện tích lúc nãy chú nói hình như là 28 hecta. Thì ở đây chú trồng được 52 hecta. Đó. Nhưng mà miếng này là 28 hecta bưởi. Thì hôm nay lên đây rất vui luôn, để gặp bà con ở cây lậy lên. Ở dưới là trồng dừa, dừa miền Tây lên, đồi bên kia kìa.
tầm gốc nổi lên. Còn những cái vườn khác mình đi thì họ trồng tới cái bo ghép luôn, cây nó khó phát triển. Đây trồng rau trai nè, không nhìn thấy bản số 63 là thấy bà con miền Tây cây lậy luôn. Xe 63 tại Tây Nguyên, Gia Lai. Cây này sang năm là đã có thu rồi. Cây 3 năm rưỡi, rễ nó nổi lên. Này tầm khoảng 7-8 năm thì cái bộ gốc này sẽ bự hơn. Thì cái hình ảnh mà khi mà vào trong video, trong điện thoại rồi thì nó sẽ nhìn nó hơi, nó không được như là mình nhìn ở bên ngoài. Nó nhìn nó hơi bé bé, nhưng mà ở ngoài thì nhìn nếu mà 3 năm rưỡi như vậy thì cũng tương đối. Đó, nếu ở miền Tây mình trồng 3 năm rưỡi thì cũng chạng này thôi. Đó, nhưng mà đây là Tây Nguyên và vườn này thì cũng không được chăm xuyên suốt như là từ lúc đầu. Cũng có một khoảng thời gian chú bỏ vì công việc, không được chăm tốt. Đó. Tất cả các cây đều nổi rễ lên. Thì chứng tỏ là ở cái đất Gia Lai thời tiết nắng nóng mà trồng nổi rễ như vậy được, thì ở những cái vùng khác của Tây Nguyên sẽ trồng nổi rễ như vậy được. Bởi vì nhiều bà con mình cứ ngại là trồng nổi rễ như vậy thì nó nắng quá chịu không nổi. Thì bởi vì chú này ở Cai Lậy, Tiền Giang lên đây làm, cho nên là dùng kỹ thuật của miền Tây. Rất là đẹp luôn. Đó, trồng là nổi cổ rễ lên. Thì thường thường bà con ở Tây Nguyên là họ sẽ trồng ngang ngang đây, ngang ngang cái mí bo ghép nè. Đó, ngang mí bo ghép. Nhưng mà ở đây thì chú là trồng khơi rễ nha. Đó, nắng không ảnh hưởng gì tới rễ đâu. Cho nên là bà con mình cứ yên tâm nha. Và cái chất đất ở đây thì nó thật sự mà nói thì nó sẽ không bằng chất đất đất đỏ, nhưng mà mình làm đúng kỹ thuật thì nó vẫn đạt. Cái này mà vô mùa mưa là nhìn cái vườn này mê luôn. Phía đồi bên kia nè, vườn này đi thì rộng mênh mông luôn. Bên đây có cái đường nè, đường quanh đó, thì bây giờ mình sẽ đi qua phía bên đây ha, qua phía bên đây cho bà con mình xem. Phía bên đây thì có công nhân đang làm, mình qua đó mình xem như thế nào. Bên đây thì bắt đầu chú cũng bắt đầu chọn nhánh rồi, tỉa mấy cái cành nhánh nhau hết rồi đó, những nhánh nhỏ. Ok, đó nó tàn nhánh đều. Toàn bộ là móc mương hết nha bà con.
Đây. Bắp mương như miền Tây luôn. Bắp mương chi líp. Ở đây mình làm cỏ chứ không có phun thuốc hả chú? À không không, ý con là làm cỏ chứ không không phun thuốc cỏ ha. Dạ. 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 Cái sầu riêng này thì chú này cũng không cắt đọt nha bà con, không cắt đọt nha, trồng đúng chuẩn miền Tây luôn, đúng chuẩn sầu riêng cây lậy luôn nha, không cắt đọt. Lúc nãy ra vườn có chú đi nữa mà mình lo quay phim rồi, không biết chú đi hướng nào rồi. Cái sức nuôi trái của sầu riêng ở ở Tây Nguyên này thì nó cao hơn ở miền Tây nhiều. Ví dụ nếu mà một cây ở miền Tây như thế này cùng một sức dốc như thế này thì có thể là mang được khoảng chừng 20 trái đó, nhưng mà nếu mà ở đây thì có thể là mang 30 mấy 40 trái cho một cây. Cho nên là ở miền Tây mình bán 50 60, nhưng mà ở ở trên này người ta bán khoảng chừng 30 mấy 40 là người ta đã có lời đó, 30 mấy 40 là quá ngon. Cái nhất là có số lượng đó, cái hai là chi phí người ta khóc. Ở quê mình thì bà con mình trồng sầu riêng cũng nhiều nhưng mà đa phần diện tích ít đó, diện tích ít cho dù trúng giá đi chăng nữa thì cũng cái thu nhập cũng không được nhiều, nhưng mà ở trên đây bù lại đôi khi là cái giá nó sẽ không bằng miền Tây, nhưng mà được cái là cái năng suất nó nhiều hơn miền Tây rất là nhiều đó, và cái chi phí đầu tư cho nó thì nó sẽ ít hơn miền Tây. Với miền Tây mình sẽ tốn tiền cuốc mô rồi phân thuốc nó nặng hơn đó. Miền Tây mình đọt như thế này lo đi phun thuốc, chứ còn không phun thuốc là nó sẽ rủi. Còn trên này thì cũng có phun thuốc nhưng mà sẽ ít hơn, còn phân thì nó cũng không có xài nhiều như là ở miền Tây mình ha. Không biết ông chú ông đi đâu rồi. Thôi thì em xin kết thúc video. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những cái video kế tiếp. Em xin chào và hẹn gặp lại.